mọi thứ nó đều có giá của nó, và cái giá của cái hàng chính hãng đó là gì? Đó là các bạn sẽ được chăm sóc, sẽ được hỗ trợ và sẽ được support suốt trong quá trình các bạn sử dụng. Tại sao cần phải mua ghế massage chính hãng? Xin chào các bạn, tôi là Trung Quang Huy, và hôm nay rất là tình cờ và ngẫu nhiên thôi thì kỹ thuật của công ty đang update phần mềm của chỉnh lý massage, thì đây là mình thấy rằng đây chính là một trong những cái mà các bạn cần chú ý khi bạn mua một chiếc ghế massage chính hãng. Đó là gì ạ? Đó là cái quá trình hỗ trợ bạn sau bán hàng, đó là cái quá trình hỗ trợ bạn trong quá trình bạn sử dụng. Thì cái ghế massage nó giống như một thiết bị điện tử bình thường thôi, nó cần được nâng cấp phần mềm, nó cần được update các cái lỗi, nó cần được fix các cái lỗi hoặc là cập nhật các chương trình mới từ nhà máy khi mà có các cái chương trình mới đưa ra thị trường. Thì nếu như các bạn lựa chọn những cái đơn vị mà họ không có đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, họ không được sự support trực tiếp từ hãng, thì các bạn sẽ không có được cái việc là các bạn sẽ được cập nhật phần mềm như vậy. Thì ngày hôm nay là một ví dụ đó là một sản phẩm của Fujike hiện nay là tuy là mới nhá, mới ra mắt được mấy tháng thôi, nhưng mà đã có một cái chương trình cập nhật phần mềm từ hãng rồi. Và anh kỹ thuật anh ấy đang cập nhật phần mềm, thì mình đang ở trên phòng làm việc, mình thấy như vậy là mình xuống mình quay video cho bạn, đây bạn qua đây xem. Đó. Đây ví dụ như là một chiếc máy này, đây em lên cái máy này để anh quay luôn cho mọi người xem. Đây. Rồi. Ok mọi người nha. Thì đây là một chiếc máy cập nhật phần mềm. Cái này là đang cập nhật phần mềm gì đấy hả anh? Phần mềm bổ sung túi khí đúng không ạ? Túi khí vai. À túi khí vai đúng không? Đó, thì đây là một thiết bị mà bên hãng họ gửi về cho bên mình để kỹ thuật đi cập nhật phần mềm cho khách hàng cũng như là ở tại showroom. Thì đối với những ai mà sử dụng mẫu FC999S đúng không? Cái này là mới ra mắt thôi, thì sẽ được kỹ thuật của bên mình liên hệ để hỗ trợ cập nhật phần mềm một cách miễn phí. Đó, đây là một thiết bị từ bên nhà máy họ gửi sang, cắm trực tiếp vào trong cái bo mạch điều khiển của chiếc ghế massage, sau đó là reset một cái là xong. Đó, thì cái điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn, muốn nói với các bạn đó là gì ạ? Đó là mọi thứ nó đều có giá của nó, và cái giá của cái hàng chính hãng đó là gì? Đó là các bạn sẽ được chăm sóc, sẽ được hỗ trợ và sẽ được support suốt trong quá trình các bạn sử dụng. Đó, thì tất cả những cái này nếu như mà các bạn mua sản phẩm trôi nổi, mua ở những cái đơn vị họ không uy tín, họ không có đội ngũ nhân sự đầy đủ, thì đồng nghĩa việc các bạn sẽ gần như kiểu là đánh cược và may rủi, đúng không? Đánh cược và may rủi. Đó, thì cái video ngày hôm nay mình làm ngắn gọn vậy thôi, vì đây là cái sự tình cờ, không có sự sắp đặt, không có ý tưởng trước, mà vì là mình thấy cái điều đó mình cần phải chia sẻ với các bạn, thì là mình làm video để giới thiệu cho bạn luôn. Đó là cái việc cập nhật phần mềm nó rất là quan trọng trong quá trình sử dụng ghế massage. Đây quay lại nhá. Đó. Cái này là cập nhật lâu không anh? 10 giây. 10 giây ạ. Tức là cắm vào cái mình ấn nút cái là cái bo này nó cập nhật luôn cho mình đúng không ạ? Đó. Đó, tuy rằng chỉ là 10 giây thôi, nhưng mà ví dụ như là cái quá trình mà các bạn sử dụng ấy, cái việc mà di chuyển hoặc cái việc mà gửi thiết bị để cho bạn cập nhật mất 10 giây như vậy, nó mất rất nhiều công sức, nhưng mà đó là thể hiện sự trách nhiệm của công ty, trách nhiệm của hãng đối với người tiêu dùng nhá. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình, và nếu các bạn có bất cứ câu hỏi nào, thắc mắc nào về ghế massage thì hãy cứ đặt câu hỏi bên dưới, mình sẽ trả lời cho bạn. Ok, xin chào mọi người, mình là Trung Công Huy, bye bye.